Cái nói đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn á. La cua, mày nói la đi cua. Xin anh phát biểu một câu. Xin phát biểu một câu. Ê, chú mẹ mày đã hiểu chính xác. Nào. Chồng này xấu xí. Chào các bạn, mình là Phúc Sinh, đến từ Anh Thịnh. Ít lắc đầu thôi. Nói đây cưng. Coca. Là sao sẽ pháo gì à? Hip hop này, hip hop này. Cây Coca này. Hip hop. Thế thằng này vừa không xem quay của anh nhảy. Bây giờ mới đến. Bài cực kỳ hay luôn đấy. Nhảy lại đi anh. Nhảy tiếp đi anh. Nhảy lại nhé. Mà dính hẹn sâu kích tiếp quả nữa. Đó đây chỉ là xem anh em lại tay nhảy. Nhảy lại đi. Em mình nhà được nữa thì tốt quá. Em mà thân nhạc rồi. Chỗ tôi là Thảo đi. Khi bạn uống xong nhớ đặt vỏ chai xuống đây nhé. Anh đi ra ngoài hết, ra ngoài cho xem. Ra ngoài hết. Anh lộn. Anh đi đâu? Ra ngoài anh lộn cho mà xem. Anh Phúc đang làm bảo kê của sàn. Anh lộn ở ngoài đi. Anh lộn ở trong, anh lộn ở ngoài cho mà xem. Mày ra ngoài anh lộn cho mà xem. Cầm đấy, cầm một bạn ấy kính. Đây là anh. Mình đi ra, mình ra. Em lại chưa? Quay lại phải để xa cơ. Dưới kia đi ra nào. Đây, vào đây, đi ra.